Thưa quý vị, thực hiện chủ đề hoạt động công tác mặt trận năm 2022 là đoàn kết, dân chủ, năng động, sáng tạo, tận tùy, trách nhiệm, chất lượng, hiệu quả. Công tác dân tộc là một trong những nội dung được Ban Thường trực, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng quan tâm chú trọng. Theo đó, căn cứ vào đặc điểm từng vùng, từng dân tộc, Ban Thường trực, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp, quận huyện xây dựng chương trình phối hợp và thống nhất hành động với các thành viên của mặt trận để tuyên truyền vận động đồng bào các dân tộc thực hiện các tiêu chí của cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh gắn với việc hưởng ứng thực hiện chương trình thành phố bốn an vận động đồng bào các dân tộc tích cực sản xuất thực hành tiết kiệm giảm nghèo bền vững xây dựng gia đình hạnh phúc giữ gìn an ninh trật tự an toàn xã hội ở các thôn khu dân cư tổ chức các cuộc tọa đàm hội nghị chuyên đề nhằm lắng nghe ý kiến kiến nghị của người có uy tín trong các dân tộc thiểu số phát huy hiệu quả vai trò của các vị ủy viên ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam các cấp và cá nhân tiêu biểu là người dân tộc thiểu số trong việc lắng nghe ý kiến kiến nghị của nhân dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số định kỳ có báo cáo với ban thường trực ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam cung cấp